Ông thấy lâu quá ông ra. Ông lép nữa rồi kìa. Thằng nào chơi New Low 1.9 million dam ông pháp sư nào đây? Nó bao nhiêu máu vậy? Nó chưa ghê vậy? Thôi chia ra một lần nó bắn 49.000 đi chú. We'll holler back at you when we get there. Nilo nổ một triệu đam. Yeah, we just look. Cái bông hoa sen nó nổ một triệu đam. Trời mẹ. All right, nobody panic. Have a plan. Nghe tuột đường luôn. Behind you. There's the landing pad. Look out. Nổ ghê. Một bình 21 rồi hả? Binh mình cao quá vậy. Đâu có mở gì khác không ta. Nói binh cao vậy sợ bị văng ra ngoài đó. Cái gì đấy? À đúng rồi. Cái thằng rơi xuống. This is not going well. Smoker! See, I told ya. Helicopter. We're not safe. We're all gonna die. Thiếu cái van. Mở cái van. Bà mẹ mới kêu mở cái van. Từ từ. Kiếm cái van tăng dập lửa. Nhà bao việc. Tôi chơi trong bóng đêm. Không biết giống không? Không đi vòng vòng nữa nè. Chắc giống chứ, tại giờ muốn nghĩ hai con này liên kết với nhau nè. Tìm chìa khóa hết. Ồ, cây van này. Lấy được cây van này. Nãy cây van trên nó chạy này nè. Giờ chạy lên tăng dập lửa. Hú hồn ấn e từ lưu ngọc dương. Rồi ấn vô ấn đi. Dập lửa. Ít ít nổi ít 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 thằng mà nói đủ đen mặc vét fire explosive to destroy this world kìm bơm đập kìa.
có cái thẻ. Rồi giờ đi xuống dưới rồi đó. Tôi đi xuống dưới chỗ nào. Một lóc hả? Tôi tìm cái đồ. Ồ, mở đèn. Tôi tới chỗ chú vậy. Nói zombie nó né đạn mình luôn kìa. Grab and heal. Giữ hết tất cả các vị trí cũ như vậy. Đổi gì nhiều nha. Mình tách ra đi cho lẹ không? Tôi đi bên... Tôi cũng chả biết tôi đang ở đâu nữa. Chả thấy gì. Spinner! Ồ, tôi thấy chú rồi. Chả thiếu gì. Có mấy cái cửa. Cái cửa chuồng xanh lá cây với lại cái cửa hình thoi mà màu tím á. Em ra vẫn phải đi kiếm chìa khóa. Tôi nghĩ chắc là ở chỗ cũ hết á. Nhớ chết liền. Lúc đó có người gánh mà. Ông đi xa bồ gánh rồi mà. Chú coi có đường đi xuống dưới hầm hay gì đó. Có khi dưới đó nhiều. Ủa, ở đây nó không có gì nữa hả? Không có gì luôn. Hunter mấy con Licker hay cái gì đâu, căng thẳng. Hello đi. Lock with a key. Cái cây vẫn là... lại bắt đi lấy cuộn phim. Hình ta đi lên lầu, hình như lên đây lấy cái gì á. Tò cái lửa kìa, lại phải đẩy đồ. Tôi đẩy cái ngoài đây. Veteran time. Weapons over here. Ammo here. Feel. Đạn. Sao đồ này không cho bố hả? Hút hàng. Cây shotgun của mình. Có cây shotgun bên đây. Yay.
Chắc rơi xuống dưới lấy đồ tiếp thôi. Phải. Không biết cái solar thì không biết còn hay là nguyên dàn zoom cho ổng đây. Lần này lấy cột gì vậy? Ui, cho chơi tuổi còn lâu mới bắt được tao. Ờ, cua á. Không, chú ngồi quỳ số nhích nhích ra chút xíu là đi từ từ, từ đi thẳng đường mà khỏi bắt khao luôn. Mà bên đây không có khỉ gì. Healing hả? Healing là làm gì? U má, heal một cái lên 200 máu luôn. Rồi, mất cái cục healing luôn. Ông nội mẹ. Trước là có nguyên cái hệ mặt trời trong đây nè. Mà giờ nó thành vậy à. Chú thấy cục healing nào không? Mất tiêu rồi. Lại mới xuất hiện. Nó cứ đi nhích nhích, nhích qua nào qua. Cấm thẳng một đường đi luôn. Tìm cái ghia đó. Này thì núp trong tủ. Cứ tưởng thế nào. Đi thôi. Phòng trên đây không đi hết à hả? Mấy trên mấy cái tầng 2 đi hết à. Rồi đi dưới đây đi. Đập cái đồng xu vô đây nè. Ủa? Horn of Fire gì nè. Có đặt cái miếng lửa lên đó. Chắc không có. Con đường này mình đi rồi mà. Đường dưới đây. Quá. Nhà đi đường đó không biết mở được bên kia không. Nhà chú đi bên đây tôi đi bên kia tôi dò lại nha. Tách đôi ra. Tí cái gì tôi bị chụp rồi tôi nằm luôn. Cho một cái nơi nào mà không có
Gì? Có ẩn ý gì ở đây không ta? Chơi đồ má có chìa khóa trên đây tụi mình không để ý. Chìa khóa hình thoi màu hồng tôi lấy nha. Ok vậy tôi đợi đây. Rồi dưới lên cái chỗ mà cái phòng mà cái phòng chữ store chứ ghi ra cool đấy. Có chìa khóa trên bàn mà tụi mình không để ý luôn á. Ghê thiệt. Ảo ma Canada. Mình xuống đó. Đấy. Đây. Cho kỳ cho sau lưng chỗ. Có chìa khóa trên đây nè. Chìa khóa màu hình thoi một tí màu hồng. Mấy mới gì chui lên chỉ màu hồng thôi quên nè. Thôi cứ đi vòng lại nhớ chỗ nào đi đường đó đi mấy đó trước đi. Đây nè. Careful, I smell a smoker. Mày có gì đây? Ồ, tôi lấy được cuộn phim rồi nè. Ừ, nằm trong thùng rác. Giờ né qua, chạy qua rửa cuộn phim. Cuộn phim ngay đây luôn chứ đâu. Thì tôi rửa trước cuộn phim thôi. Thôi để chú rửa đi. Tôi đi một vòng tôi ngó kiếm quái bắn. Quay lại hướng tôi. Bà mẹ đó. Tao 200 máu rồi. Để tao 200 máu đi. Đậu xanh. Đấm mẹ 50 máu. Rồi rửa phim đây. Rửa ra gì đây? What the fuck? Thằng anh khổ con. Ủa vậy nó đưa hình này làm gì? Ngó cho đẹp hay hả? Nội mẹ nó mày cho tao hình chi? Thôi đi kiếm cái cửa kia. Cửa hình thoi màu hồng biết. Chú có tiền đi không ạ? Ừ, vậy lên đó. Tôi tới đây, lấy miếng đạn đấy. Ồ, sao mình thật gần mà không thật xa nữa. Ồ, đây này. Căng. Nghe tiếng hình tờ. Lâu đầy quá. I think I hear a hunter. Mày bay. Bay đi. Bay hộ.
ok á. Hợp lý rồi. Còn nhưng mà tôi thấy có gì không hỏi đâu. Trước tôi ra đây tôi bị thằng nào gài đó, lấy cái kiếm đó, nó nổ cái mất bả máu đó. Đây luôn á. Nội vô gì. Bên kia. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng nổ nào nó kêu ột ột ột. Kêu ớt em bò. Mày khói. Đây nè, chưa sống được với anh nè. Got a weapon here. Bố nặng đấy. Gì nữa đây? Avatar. Không có lửa rồi đó. Hunter. Còn mấy miếng nữa. Má Avatar. Phim Avatar rồi. Bên đây nhắn tim hồng thì ở dưới cái chỗ nãy á. Ở dưới. Ồ đây có con gì đây. Ồ cái nhạc quen thuộc. Bài của Resident Evil 7. Ủa sao nó có đủ cục này. Mía. Everybody. Rồi giờ đi xuống lấy. Xuống lấy cái chìa khóa trái tim ngược đúng không? Thì ở dưới đây chứ đâu. Đây nè. Tôi đi ngược lại đâu. Mở mẹ cửa. Đi ngược cầu thang lại xuống cho lại á. Đang tìm. Ở đây có đường xuống vận hầm nè. Còn cái chìa khóa chuồng này chứ. Một chữ khó thế nè. Bài bờ điều. Ô chích hạt điện hay gì nè chú. Rồi nó có cần gạt nữa chú. Pills here. Còn điện nè. Má bắn xuyên cửa luôn. Mở đèn lên đi sáng nhà sáng cửa nào. Rồi cái này, ủa mình có cái thẻ nè. Vậy mình cà được không? Không được hả? Buồn hả? Chìa khóa chuồng.
Tốn đi tính tiếp. Ô cửa này mở được nè. Vô lên lấy đạn. Có đạn à. Hú hồn con địa, má xém nó tông tôi rồi. Lại đây nào, các con của mẹ. Lại đây ăn cầu đồng rồi. Ui, nước, nước, ai, ai. Có chìa khóa chuồng. Chìa khóa chuồng. Rồi quay lại. Bắt đầu quay lại. Rồi, tôi dọn mình. Mình quay lại hướng kia rồi. Không nghe được không? Tối đéo thấy đường xuống. Từ từ hướng xuống là con. Con nào dưới đâu không à? Careful, a hunter's around. Ê, có cái thẻ gì chứ. Là thẻ như dưới đây nè. Nè. Còn đây nè, quét bên kia nè. Đúng rồi. Không chơi súng đời không nể. Weapons here. Má ôm cái búa. Mày, mày xong rồi ăn hai cái búa luôn. Đập cái sắp mặt. Đang tìm đây. Lewis, ammo here. Không có. Hết rồi đó. Đúng nghĩa mà. Giờ đi lên. Chìa khóa chuồng. Đây. Cửa chuồng đây. Còn mấy phòng chuồng nữa đó, hình như còn hai phòng á.
Không phải khu này. Tôi không nhớ khu nào nữa. Chuồng. Giờ phân chia ra đứa dưới đứa trên thôi. Đó là nhanh nhất. Giờ chú lên đầu hay tôi lên đầu? Chú lên đường đó không? Tôi đi bên đây. Chú lấy đi. Piano time. Đồ si la gì đó ai biết. Sao nó qua bên mình hết. Tôi mới gắn cần gạt nhưng mà tôi chưa gạt, để chú lên đi. Tăng à? Ờ, số này. Oh. Tôi lấy cái Unicorn Medal đó. Tôi á cái Unicorn Medal á ngay sảnh chính coi gắn vô. Unicorn trên đây nè, trên tầng 2, tầng 1 và tầng 2 thôi. Unicorn tôi lấy đây nè. Đây là chút, đây là tôi đang nhảy nè. Nằm ngay đây luôn nè. Giờ leo lên lầu thôi. Nãy mới lấy vui con rồi. Hold up. Trên giường ở dưới á. Giờ là mấy phòng ở dưới á. Ngay bên hướng chưa phá chuồng luôn. Lấy được à. Má e, bây giờ thiếu mảnh đất với mảnh gió. Thế đâu, mảnh đất với mảnh nước. Cái điệp mở cuộc đời. Cắm đầu chạy ông nội ơi. À quên. Má còn có búa mà, lên đây mày. Giờ mình được đè ra đấm cho nó ghê luôn. Cái biêu ta không biết nó có phòng không thì không có lắm. Cái tim ngược hình như dưới đây. Mà đi lộn đường, cái tim ngược ở đâu đây? Quên mở rồi. Thôi.
rồi. Smoker, don't get hot. Đấu hả? Đi lên lầu, tầng trên cùng. Giờ đi ra ngoài đi, lên lầu tầng trên cùng. Lên thôi. Điệt mở cuộc đời. Mấy thằng mắm kia nó nhìn tôi bị cào luôn kìa. Francis nó nhìn tôi bị cào luôn. What the fuck? Rồi Francis đó, tí tao lấy búa tao gõ cho nằm. Trả thù. I will revenge. This isn't it for you yet. Come on, up and at him. We gotta keep moving. Last until we're safe. Để nó đấm nó chưa tính tiếp. My pleasure. Hiện tại tôi đang cần một người để chơi nó liền. Hên đấy nhá. Mình có mảnh hỏa, mảnh đất. Mảnh nước đó chưa? I hear a boomer out there. Nếu mà mảnh boomer! Mảnh nước ở đâu đây? Còn căn phòng xây này mình chưa mở đó. Cái chơi cái tim xanh lá cây. Tân cái này cái tim chuồng. Ô, oh, nhiều zoom dí mình thế nhỉ. Fan hâm mộ rồi. Còn bánh nước. Hình như có cửa mà chưa mở. Ở dưới hay trên, nó quên. Trên hay dưới cái mảnh nào là quên mất tiêu đường. À mình mở hết rồi. Nãy lấy chìa khóa chuồng xong tôi không mở hết hầm đó. Với lại cái armor đó. Nhà đâu còn đường nào ở dưới nữa đâu. Ở đâu đó nè. Bừa bãi. Ô chóc kỳ luôn. Má hợp lý. Bà mẹ nó bắn đéo chết luôn. Ở ngoài đây. Má gì mà nó bắn không chết luôn chứ. Bắn 10 viên vào đầu. Không chết là không chết. Ngáp ngáp thôi. Dùm này ngày ngày càng căng. Nóng ruột.
mở nhạc lên tiếp này. Ui, mở nhạc lên tiếp thôi. Mở cái hộp lại lên nhạc. Không sao. Nó có liên quan tới game thiệt. Mà nhạc nó nghe êm. Thằng nào đi kiện bản quyền mà này cũng cần. Nghe nhạc êm êm mà chơi nó sảng khoái. Nhảy mẹ xuống cho nhanh. Không mất máu đâu. Ôi, đâu phải muốn tông đâu là dễ đâu. Mày biết tao lại không? Biết bố tao là ai không? Tuổi. Gái gì lấy tao còn khóc. Ồ, được khóa xây bên đây. Ừ, chỗ mới á, qua hướng tôi. Có mạnh thủy lô, đủ lô đó. Right up ahead, boys. We made it. Hallelujah. Nè. Mạnh thủy nè. Đủ rồi đó. Quay lại thôi. Ở đây còn cái chiều hết chuồng. À, chú mới vào. There's a smoker nearby. Quay lại cái kia chú nhớ đường không? Ôi méo nhớ hả? I got a pipe bomb over here. Ammo here. Boomer. Cái phòng nổ đúng không? Nổ đi ngược lại đúng không? Ủa đủ hết mảnh rồi mà. Ồ, thang máy nè.
Tôi có mèo áo mà. Đập Linh Nhật Top Lay Phần 6. Ammo here. Phan xít à? Nãy mày vừa quốc tao không? Bây giờ cha thù. Ôi vô xếp hao rồi, để tôi đấm nó. Ông nội mẹ mày. Ready? Có mất đi ở đây nữa. Má ơi, tôi có bán được con tăng đâu. Lấy cái búa gõ nó một cái. Với tàn đập kêu nhau mới chết. Má lùi út vẫn ghê. Nhỏ mới ngá đầu ra lùi út nè. Look over here. Hold up, I gotta heal. Ơi. Tí thấy con nhện nào bắn tiếp nha. Má quy vàng tăng chui ra. Chơi gì cũng ngu như ngu vậy. Thằng nó chết thiệt. Úi giời, vẫn trúng. Thường này không có được. Ôi bé nhện này. Ơi cái nhện nó ra độc á, lượng bắn con nhện. Tôi không được bắn nhện, chứa tôi bắn nhện thôi bị độc. Wait up, I'm healing. Mở cửa nó ra đi. Đó, nó ra kìa. Hai con luôn gì mà. Ba con luôn. Đang boss nè. Điếm dễ sợ.
rồi. Ê, có mảnh gì ở đây thì chú? Nghe vô lần trước thì dễ rồi. Đi thôi. Tôi qua bên tay phải không có cái gì nữa. Ồ, vẫn là cái quạt này. Thằng nào cầm trong cái bố ơi, đè tăng ra mỗi thằng một con. Let's go. Lên đập nè. Bây giờ đặt đít nè. Má, nhảy đặt đít đi. Ui da, đỏ miệng. Tội liền. Không phải mà muốn bắt tao thì dễ được bắt trơn. Hên cho mi là hết đạn đấy. Hết đạn mà không giết con bắt trơn. Có đạn nó chết cha nữa rồi. Cover me. Lùi. Why? Thế có tăng không? Here. No. No.
door. Dễ, chắc mình thuộc đường đó khác. Cái gì vậy? Không có là gì. Hold on, let me patch you up. Nên cầm shotgun không ta? Hay là đổi thành M16 ra. Đổi AK. Tôi muốn đổi súng. I know we gotta move, but I gotta heal you. Đổi thành súng khác. Anytime. Chắc tôi chuyển AK đi. Hôm nay đổi khẩu vị. Bắn cái laser hơi khó chứ. Lý là tôi bị lag á, nên là tập ngưng bắn hay là thằng ngừng như mặc định là chết. Nếu mắt tôi được bình thường tôi sẽ nhảy xuống. Mà mắt tôi không được bình thường không tính. Ủa có cầu thang xuống này. Bà mẹ đó. Cái gì vậy? Kêu búa. Lại đây mày. Đẹp đẹp đẹp. Quá trời chính rồi. Quá trời chính rồi. Ô đi lên lại kìa. KPI của mình lại nữa. Đứng góc nào đứng. Mở tí nó giăng vô chỗ tụi mình nó cười.
chết luôn. Mở cửa nào. Một chiếc cần công ty. Oh yeah, I love steam. I just hate the pipes. Dưới đây thì không có gì hết vậy. Dưới này. Lên lại. Mắc bò lên bò xuống. Kích hoạt điện mà. Thiếu rồi. Thôi, cứ ấn đi số cũng được á. Đây nè. Đi. Không lúc nhiều. Molotovs over here. Đúng rồi, AK không có laser, nó dễ xài. Ồ, ấn gì nè? Cái này. Watch out! Cà thẻ được không? There's a hunter around. Hunter! Hunter! Francis, what do you hate more? Oh, I'm red eye đi nè. Behind you! Watch it! Lấy gì nhỉ? Ui da. Đau nha. Quất tôi hơi đau rồi đó. Nó đấm một cái 99, quất tôi cũng 81 luôn. Mía. Này nè. Xà mẹ. Vẫn bị chụp. Đi lên nè.
hai chỗ. Camera ID mở được mà, không mở được hả? Tôi mới mở cửa bên đây nè. Ồ, lại phải leo xuống rồi. Rớt mẹ ở dưới. Số nào luôn, ghê rồi. Đúng rồi, mày không có hết. Đốn 3 lần. Khi không 3 lần nó không ra, giờ nó bắn lần 6 viên. Mới gãy lưng cái. Hồn tưởng Phan Raiden nữa. Chứ còn kỹ gì nữa. Ui dạ. Cái gì vậy? Tôi rơi xuống. Lên được không? Come on guys. Help me out. Mà lên phía xuống. Help, help. Guys, thiếu xúc tu nè. Let's go. Take my hand. I'm gonna get you up. Here we go. Đứng ngồi liền. Thanks. Được không? Không có stay quay lại. Jockey. Hunter. Ông đó không biết, ông không biết chơi cái khúc này. Ông có stay. Ờ đúng rồi, ông là boss đấy. Lop, can you tell me? Ông Disable mới nhắn mình. Coi còn slot nào nữa không, kéo ông vô.
Ủa, bay lên với tôi luôn hả? Tôi đoán thang máy tôi lên một mình được không đây? Không. Trời, để nhắn tin cho ổng nè. Vô. Khi nào có slot nào nhắn tin cho ổng. Mấy giờ đi không được. Không lẽ restart lại khúc này. Được. Rồi giờ mình đi thang máy mình đi lên. Không, đợi xíu. Đi thang máy mình đi lên kiếm cái cửa kia. Má ai điều hết luôn. Not now. Nghe đều rồi đó. Ứng thang đi lên. Đi lên mà. Healing, cover me. What's the heal? Đây. Cái cửa ở đây. Rất kỳ á. Nó sau lưng mình, nó ở đâu đây? Cái điệp mơ. Rồng. Trong luôn, con lô ly luôn. Chết mẹ rồi. Rồi chạy xuống. Cái điệp mở nó vẫn còn xấu. Phải lên. Đẹp lắm. Đi lên. Lên quay lại thang máy. Đi xuống. Go bro. Nói cái kia KPI à. We have to hurry. They may come. Let's go guys. Keep moving. Come on. Keep them guys. Hurry. Hurry up. Kích KPI. Vẫn đang chạy cả bây giờ. Bên đây kia.
tên nó luôn. Con lưu quýt nhắn rồi đó. Ông nói ok. Thì có slot này cho ổng rồi chứ sao. Tí mình chơi map nào nhắn ổng. Coi như đẹp buồn. Rồi, đi xa bò đã vô. Go bro, go. Go go Power Ranger. Reloading. Reloading. Ồ, má được hả? Quyền nhàn kiếp luôn. Let's go, move, move, move. First aid kit over here. Black thumb key. Tôi nên xả AK rồi. Lát tâm kỳ, ông nào lấy vậy? Powering it up. This will just take a second. Come on, generator. Come on. Cũng biết luôn. Incoming, bitch. Better watch yourself once Francis and Lewis is on the case. Punk ass island bitch, you better watch yourself. Let's make this shit done. Give me up. Thắng chích trà nữa. Thắng chích thật. Má. Mày sao. Ba cái búa luôn. Má ba cái búa luôn. Mặt nhỏ như con. Let's go, let's go, let's go. Đi đâu rồi? Lewis.
Reloading. Power supply, they always power it out. Trả thù đó. Trời, Quốc đồng đội nhiều nhất, nó ghê. Ghi đam đồng đội. Ừ, má hết shot. Ngon.